Kính thưa quý vị, Cuba vào hôm ngày 29 tháng 6 cũng đã thông báo bắt đầu thử nghiệm tiêm vaccine 3 liều Soberana 2 trên trẻ em 3 cho đến 18 tuổi. Thanh thiếu niên đầu tiên đã được tiêm mũi đầu tiên hồi tuần trước, trong khi các em nhỏ bắt đầu tiêm chủng từ hôm ngày 28 tháng 6. Giám đốc nghiên cứu lâm sàng ở Viện Vaccine Finlay của Cuba cho biết có tổng cộng 350 trẻ nhỏ tham gia đợt thử nghiệm vaccine này. Đợt tiêm đầu tiên với thanh thiếu niên diễn ra suôn sẻ và chứng minh an toàn, cho phép khởi động quá trình tiêm chủng trên những đứa trẻ nhỏ hơn. Soberana 2 là vaccine liên hợp mang một phần protein gai từ virus được liên kết với tế bào của người. Viện Finlay chưa công bố kết quả thử nghiệm giai đoạn 3 trên hơn 44.000 người, nhưng cho biết vaccine đạt hiệu quả 62% sau 2 trên 3 mũi tiêm. Cuba, quốc gia với lĩnh vực công nghệ sinh học phát triển, đã xuất khẩu vaccine trong nhiều thập kỷ qua. Hiện có 5 ứng viên vaccine COVID-19. Nước này tuần trước tuyên bố vaccine 3 mũi Abdala đã đạt hiệu quả 92,28% trong các thử nghiệm lâm sàng giai đoạn cuối và đang được triển khai tiêm chủng trên toàn quốc. Thay vì nhập khẩu vaccine từ nước ngoài, Cuba quyết định phát triển các loại vaccine nội địa. Một số chuyên gia coi động thái của Cuba là mạo hiểm, song nước này dường như đã thành công và giúp nâng cao vị thế và danh tiếng khoa học cũng như tạo ra nguồn lực để hỗ trợ đẩy mạnh tiêm chủng trên toàn cầu.